Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi, hôm nay thì mời các bạn cùng với mình chúng ta cùng đi lễ hội đồng chí biệt đội lưu động ngày cuối cùng. Và chúng ta chỉ còn những cái rương thưởng nữa thôi các bạn, là chúng ta sẽ xong cái sự kiện lễ hội đồng chí này. Ok, để xem thử hôm nay Lucilla và Libeta sẽ đưa chúng ta đến đâu cái kinh khí cầu ngày cuối cùng. Bây giờ thì chúng ta sẽ thổi nó lên. Bấm vào các bạn. Chúng ta sẽ đi thảo nguyên băng giá. Để xem ở thảo nguyên băng giá này chúng ta sẽ gặp ai. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tấn công bài quái ở đây nha các bạn. Ok, có cái nhà là đây, chúng ta bấm vào xem nha. Ồ, chúng ta gặp Mitka trong bộ skin mùa đông của những năm trước các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ lại chọn một cái boost. Rồi, tiếp tục di chuyển xuống đây để mình chỉnh lại cái tốc độ xíu các bạn. Tốc độ nhanh quá, mất công xíu nữa mình lại bị cầm lên. Ok, tốc độ X2 là tốc độ vừa phải rồi nha các bạn nha. Cơ bản thì tốc độ X2 nó không phải là một cái tốc độ quá nhanh. Rồi, chúng ta quay trở lại với biệt đội lưu động ngày thứ 8. Màn hình loading game càng ngày càng nhiều các bạn. Rồi, chúng ta sẽ tấn công một bãi quái ha. Bao gồm 4 con tướng hệ rừng và một cái con tướng ngày mai ánh sáng là Lucius. Ok, rồi, di chuyển sang đây các bạn. Chúng ta sẽ nhặt rương, tấn công bãi quái. Và chúng ta cùng xem cái ông già câu cá đang làm gì ở ngoài bến tàu nha. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp được Karen. Karen rất thường hay câu cá các bạn. Và đóng vai là một lão nông. Để xem thử. Ồ, có mù cao giáp trong cần câu cá à. Cái cần câu cá này nó bị trống các bạn. Chỗ này có khổ trống là chúng ta chạy vào xem. Không có chuyện gì, chúng ta chạy vào đây. Ok, không có gì hết. Chúng ta chạy lại đây và lượm một cái bút rồi. Chúng ta tiếp tục tấn công và qua bên cái khu vực câu cá còn lại. Rồi, bấm vào đây các bạn. Bấm vào chỗ cần câu. Ai dám quấy rầy tôi câu cá hả? Không thấy tôi đang tập trung mà. Anh bắt được cá ở đây à. Tránh sang một bên đi. Tránh đường, tránh đường. Cá mà hai người mới bắt được chỉ dùng để làm mồi thôi. Giống như con gấu đó. Suốt ngày mò mẫm nhưng chỉ bắt được mấy con cá tuế nhỏ. Con gấu Libeta. Em có nghĩ hắn là kẻ trộm cá và hắn đã lấy chúng làm mồi không? Có lẽ con cá hắn bắt được đang ở trong cái bồn gỗ gần đó. Chúng ta xem thử đi. À, mọi người nghĩ là... Ồ, được cá không? Chà, con nào cũng nhỏ. Đây không thể là thành quả của anh đâu nhỉ. Là vì tôi chưa bắt được con lớn thôi. Tất cả là tại tên câu cá trước. Tát nước mạnh quá khiến chúng sợ hãi bỏ chạy. Đây không phải là cá của anh. Chúng tôi sẽ trả lại chúng cho chủ nhân thật sự của chúng. Cái gì? Đống đó không dễ lấy chút nào. Đừng hòng lấy chúng đi. À, nói chung là cái đây là cái tên trộm cá của Mitka các bạn. Và chúng ta đánh tiêu diệt cái tên trộm để chúng ta trả cá lại cho Mitka nha. Nhanh lên nào. Mau đem chúng về. Cho người bạn sắp chết đói thôi. Hy vọng cô ấy sẽ no bụng. Rồi, chúng ta về lại cái chỗ cũ của bạn và chúng ta sẽ đưa cá cho Mitka. Mitka đang chờ. Map này chúng ta chưa thấy xe ngựa sang trọng ha. Anh thật là thật là nhẹ nhõm, nhưng tôi vẫn chưa no. Mấy con cá nhỏ xíu chẳng no nổi. Lấy lại chúng cho cô khó lắm đấy. Ha, tôi rất biết ơn. Tôi là Mitka. Các bạn không thường xuyên đến đây phải không? Kỳ thực, cá đều ở sâu trong núi. Nếu có thể Mitka, cô có thể dẫn chúng tôi tìm cá được không? Rồi. Cá trong núi các bạn. Ngộ vậy. Ồ, đây là con slime mà. Bộ pha lê. Ha, vũ đích một cái nó chạy chỗ khác các bạn. Rồi, chúng ta đã thấy xe ngựa sang trọng và chúng ta bấm vào. Chúng ta mời được nữ thần băng giá Anna các bạn. Mời được nữ thần băng giá Anna, chúng ta tiếp tục tìm kiếm ở một chỗ khác. Ồ, không, đó là thủ lĩnh thần thánh. Rồi, chúng ta lại gặp Morgana đây các bạn và chúng ta sẽ lại tiếp tục tấn công Morgana nha. Morgana trong Liên Minh Huyền Thoại là thiên sứ sa ngã, còn Morgana này là cái con keo của bạn thủ lĩnh thần thánh luôn. Rồi, rớt một cái rương xịn ở đây.
Ok, Miss Kha đã đồng ý tham dự tiệc và mang theo một ít cá. Chúng ta có một cây rương ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào. Chỗ này còn gì nữa các bạn, chúng ta bấm vào xem thử còn gì xảy ra nha. Có một cái lều. Cái gì vậy? Thôi bị dụ rồi, bị dụ rồi, bị dụ rồi. Chúng ta gặp Exit, chúng ta sẽ nói chuyện xíu. Ta sẽ mang đến ác mộng không hồi kết, cảm nhận sức mạnh của chúng đi. Nó nhắn cụ gì đấy? Chúng tôi phải đến dự lễ mừng, không có thời gian để lãng phí ở đây. Ăn mừng những cơn ác mộng, đây là sàn của ta. Anh có muốn tham gia không? Nhưng không có chân thì làm sao vào kinh khí cầu được? Lucilla rủ cái con Exit đi đến dự tiệc, nhưng mà lại đi khịa là cái con Exit không có chân thì làm sao tới lễ dự tiệc được các bạn. Vãi thánh, khịa khịa nhiều câu đọc thiệt chứ. Ok, chúng ta trở về và trò chuyện với Eugene. Anh nghĩ sao nó khịa cái câu con người ta không có chân thì sao. Công nhận độc đáo thiệt chứ các bạn. Rồi chúng ta nói chuyện với con Gavert để xem thử. Rồi chúng ta check trên map, xem thử trên map có con nào hiện tại nó đang có dấu thang trên đầu thì chúng ta sẽ lại nói chuyện nha. Ồ, cái con Warret đang cần nói chuyện. Ông Warret, chúng tôi muốn nhờ ông giúp đỡ. Tôi đang khởi động đây, nói đi các bạn muốn gì? Tidus không may bị chấn thương. Tidus tội nghiệp, một vết thương nhỏ cũng không xử được, lấy được đời đó cho tôi. Tuyệt vời, đi thôi đi nào. Ồ, cái con Warret nó chữa trị các bạn. À, thôi mình sẽ ý mình chưa kịp chụp lại cái tấm vừa rồi đâu. Ồ, chúng ta đã mời 103 trên 115 tướng các bạn. Mình sẽ lấy cái khoảnh khắc vui nhộn, mình chụp hình, mình làm cái tiêu đề video nha. Khoảnh khắc vui nhộn cuối cùng ở đây. Chúng ta còn rất là nhiều khoảnh khắc khác chưa mở khóa các bạn. Những ngày sau thì nó sẽ tiếp tục mở khóa nha. Đây, hai ngày này 100 điểm, 100 điểm, tất cả đều 100 điểm và lụm cúp. Và tất nhiên Lucilla và Libeta là hai người cổ vũ nồng nhiệt nhất rồi. Cabin sang trọng là nơi hoàn hảo cho các tướng đồng hành thân thiết. Cái chỗ tướng đồng hành thân thiết thì chúng ta sẽ cho những cái bộ tướng mà kiểu như là thành bạn bè hay là gì gì của nhau các bạn. Ủa, Lucilla với lại Libeta không phải là thân thiết với nhau hả? Chúng ta hãy cho những người bạn biết nhau và thân nhau vào. Ví dụ như con Lucius nó sẽ cực kỳ thân thiết với con Belinda. Cái cặp này mà không thân nữa thì thôi, chắc mình ký đầu. Ủa, không cho luôn kìa các bạn. Quá tự tin các bạn, nó không đúng như mình nghĩ nha. Cặp đôi người ta mà không phải là một cặp thân thiết nữa chứ. Rồi, chúng ta đã full quà và chúng ta sẽ nhận luôn được phần thưởng cuối cùng của sự kiện các bạn, là cái khung. Chúng ta đạt được phần thưởng cuối cùng 3.000 và chúng ta có một cái khung limited, khung đặc biệt của sự kiện này. Và chúng ta có cái con bot mới Morgana, chúng ta sẽ bấm vào bảng xếp hàng để xem team đánh bot sát thương cao nhất. Vẫn là những cái con tướng khá là quen thuộc và mình cũng sẽ cho vào những con tướng quen thuộc để đánh nha. Ok, chúng ta sẽ cho con bé cú và đồ gia truyền sử dụng khiên thần thánh các bạn. Có một bạn kêu là xả bia là phải xài cái khiên này. Ok, mình lắp như vậy các bạn. Rồi chúng ta sang lắp ở team 2. Chọn lụi nha các bạn. Chọn 3 món màu vàng lụi nha. Có một team đánh bot khác ở team 2. Để xem team 2 mình sẽ dùng cái team đánh bot nào. Mình sẽ dùng lụi luôn các bạn. Ồ, những tướng chúng ta thuê mượn về nó là tướng bật xịn và nó cho chúng ta xài luôn nè các bạn.
rất nhiều tướng chúng ta thuê như là Rowan, Ten rồi nè. Rồi chúng ta sẽ khai chiến cái con Morgana. Cái 5 tỷ đam mà hồi lụm được nhiều lụm các bạn, gần như là mình không ăn được cái móc cuối trong mấy cái team đánh boss này. Rồi và như vậy thì ngày 8 là ngày cuối cùng chúng ta đi khám phá các vùng đất của sự kiện lễ hội đồng chí biệt đội lưu động, và cũng là ngày mà chúng ta có thể ăn gần như là full tất cả các quà. Bây giờ các ngày sau vô thì chúng ta chủ yếu là chúng ta làm cái chỗ mà tranh quy nhuộm, cái này là chính nè các bạn. Chúng ta sẽ vào làm cái này nè. Chúng ta vào làm để làm cái khoảng khắc vui nhộn là chính. Chúng ta còn một vài khoảng khắc vui nhộn chưa mở khóa, như là Rippy với hai con sói nè, rồi Lucretia nè, Diamond nè, cái con múa lửa nè, rồi con rồng, với lại cuối cùng là chụp hình gì đó. Đó, chủ yếu là chúng ta làm đi vòng vòng map này, chúng ta làm nhiệm vụ để unlock mấy cái khoảnh khắc vui nhộn là chính. Cơ bản thì sự kiện này nó cũng đã xong rồi. Và đăng ký thì chúng ta đã có 111 trên 115 tướng chúng ta đã mời tới cái lễ hội này. Và đây là một cái lễ hội sẽ được tổ chức và toàn bộ người chơi trên server sẽ cùng tham gia vào các bạn. Chung là sắp tới chúng ta sẽ có thêm cái sự kiện mới sau khi kết thúc cái sự kiện này. Ok rồi, và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Nếu thấy hay đừng quên like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Bye bye.